Xin chào anh chị đã đến với kênh mua bán xe cũ Văn Thắng, và hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu tới cho anh chị một chiếc xe cũng mới vừa lấy về bên em anh chị ha. Đây là chiếc Toyota Vios anh chị, và hiện tại thì xe đang được kiểm tra cũng như là anh kỹ thuật sẽ cà số khung số máy cho anh chị, để mà khi mà chúng ta sang tên ra biển số mới thì bên em sẽ bao rút hồ sơ cho anh chị ha. Xe màu vàng cát, đây cũng là một cái màu chủ đạo của dòng xe Vios anh chị, rất là đẹp ha. Thì tình trạng xe là xe mới về nên nó sẽ có những cái vết trầy xước, thì bên em cũng đã kiểm tra xong rồi, thì sắp tới bên em sẽ làm đẹp lại những cái vết trầy xước đó. Vios phiên bản G, xe gia đình anh chị ha. Chất xe là 65.000 cây và hiện tại giá bán đang là 436 triệu đồng anh chị. Đời 2020 thì cô chú anh chị mình vẫn có thể là vay được, với cái tỷ lệ vay bây giờ là khoảng tầm 70%. Và cô chú anh chị mình vay đâu đó khoảng tầm 4 năm anh chị nha. Chất xe là mới vừa lấy về. Thì thường thì trong các video của em thì em sẽ quay chi tiết cũng như là diễn tả cho anh chị cái chất xe nó mới về sẽ là như thế nào. Thì ở đây ghế em thấy là nó vẫn đang còn rất là tốt anh chị, nó không có bị rách hay là bị bung nhiều anh chị ha. Ghế da đục lỗ thoáng khí trên phiên bản G này. Chúng ta có thêm một cái bệ tỳ tay. Có một cái điều ở trên cái dòng Vios đó là không có cái cửa gió ở phía sau. Nhưng mà cũng đã có rất là nhiều khách hàng trao đổi cũng như là chia sẻ với em, thì đối với dòng Toyota thì cái dàn lạnh của nó rất là ổn và cực kỳ là mát anh chị. Nên là cũng không cần nhất thiết phải có cái cửa gió ở phía sau đâu. Chủ yếu là cái dàn trước nó đủ lạnh và nó đủ mạnh để nó có thể thổi gió ra phía sau, thì chúng ta cũng không quá quan trọng. Thêm một điều nữa đó là trên dòng Vios nó sẽ không có cửa sổ trời như là dòng Accent bản đặc biệt anh chị. Thì bên em cũng đang có một chiếc ha. Rồi ở trên vô lăng thì chúng ta sẽ có những cái phím chức năng này, nghe gọi điện thoại đánh tay này. Rồi chúng ta có thêm những cái điều chỉnh ở đây. Khu vực màn hình là đầu Pioneer anh chị nha. Đầu này cũng rất là bền và cực kỳ là xịn sò. Khi mà anh chị mình vào số dê nó sẽ có một cái màn hình hiển thị trên này. Hệ thống điều khiển sẽ bằng phím bấm, rất là đẹp anh chị. Thì cái chiếc xe này thì em nghĩ rằng sẽ rất là dễ để cho anh chị mình tiếp cận, bởi vì cái giá nó cũng tương đối là ổn, anh chị có thể vay nữa nên là anh chị sẽ rất là dễ mua. Nó chỉ có những cái vết trầy xước như thế này thôi anh chị này. Thì bên em sẽ làm đẹp lại những cái chỗ đó ha. Đây, chỗ về này cũng vậy. Còn đây là khoang động cơ của xe anh chị nè. Đó, khoang động cơ này là khoang động cơ zin. Thì bên em sẽ cam kết cho anh chị mình khoang động cơ này là khoang động cơ zin nguyên bản, chưa làm máy, chưa hạ máy. Ngoài ra thì bên em sẽ kiểm tra cũng như là bảo dưỡng cho cái khoang động cơ này một lần nữa trước khi mà giao tới tay của cô chú anh chị. Ở đây là những cái con ốc cabo anh chị có thể thấy là còn rất là mới anh chị ha. Về vấn đề tai nạn đâm đụng thì chắc chắn là không rồi. Bên em sẽ có một cái tờ giấy cam kết cho cô chú anh chị mình. Rồi, ok, chúng ta đến với phần cản trước phiên bản G, thì cản trước sẽ có cảm biến va chạm anh chị nhé. Em thấy rằng là cái mẫu từ 2023, đầu 2023 đổ về sau 22, 21 thì cái lưới tản nhiệt này nó trông đẹp hơn là so với cái mẫu mới bây giờ anh chị. Mẫu mới bây giờ thì rất là nhiều cô chú anh chị mình không thích, bởi vì nhìn nó khá là giống như là cái con cá chê. Anh chị coi cái mí cản zin nè. Chuẩn xe gia đình anh chị ha. Thời hạn đăng kiểm đường bộ sẽ còn tới tháng 10 năm 2025. Trang bị ở trên xe cũng đã được trang bị camera hành trình cho chúng ta rồi nè. Phim cách nhiệt và về trời mưa cũng đã có ha. Thường thì những cái ốp chén cửa này thì bên em sẽ tháo ra và bên em sẽ cho làm đẹp lại khu vực này. Đó, lốp này anh chị, lốp sau. Vỏ là vỏ Michelin anh chị ha. Lốp này thì thay vào đời 2021, thay luôn cái cặp vỏ Michelin đi cho nó êm anh chị. Hiện tại thì em cũng đang có một chiếc xe Innova và chạy vỏ Michelin cực kỳ êm luôn anh chị. Ok, đó là một vài thông tin sơ bộ mà em muốn gửi tới cho anh chị chiếc Toyota Vios phiên bản G đời 2020, 65.000 cây và giá bán là 436 triệu đồng, vẫn còn hỗ trợ ngân hàng. Cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline em sẽ để ở phía bên góc dưới màn hình anh chị nha. Cảm ơn chị rất là nhiều.